mình ha. Thì hôm ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn cho cả nhà bài hát Còn Tuổi Nào Cho Em của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Thì tại vì những bài hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn thì rất là dễ hát và dễ đàn, với lại nó cũng khá là phổ biến và nó sử dụng một cái điệu đệm, đó là điệu slow rock, thì nói chung là cũng khá là dễ, cho nên là dạo gần đây mình vẫn còn tổng hợp những cái bài hát mà phổ biến của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn mà người ta thường hay đệm hát á, để mình hướng dẫn cho cả nhà, để cả nhà có thể đệm hát được ha. Và ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho cả nhà cái phần dạo đầu, phần intro của bài hát Còn Tuổi Nào Cho Em. Thì mình sẽ để sẵn một cái tab ở trên để cho cả nhà tập theo ha, và đừng lo là nó sẽ không quá khó đâu ha. Bây giờ thì mình vô bài học của mình thôi. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu vào cái phần intro dạo đầu của bài hát Còn Tuổi Nào Cho Em. Thì cái phần intro này mình sẽ bao gồm bốn hợp âm, sử dụng bốn hợp âm để mình có thể làm cái phần intro này. Đầu tiên là hợp âm la thứ, kế tiếp là hợp âm pha trưởng, kế tiếp là hợp âm re thứ, và cuối cùng sẽ là hợp âm mi trưởng 7. Đó, mình chỉ sử dụng bốn hợp âm này để mình có thể làm ra cái phần intro dạo đầu. Và cả nhà cũng đừng lo lắng là nó quá khó, tại vì mình sẽ hướng dẫn kỹ, thật là kỹ cho cả nhà ha. Và bây giờ thì mình sẽ đặt tay vào hợp âm la thứ nè, bắt đầu đàn nha. Để một cái tab ở trên để cho cả nhà tiện theo dõi hơn. Ở đây mình có một cái chỗ để luyến. Thì bình thường á, trong những cái video trước mà mình hướng dẫn cho cả nhà, mình chỉ cả nhà luyến á, là chỉ luyến hay một từ nốt này qua nốt kia thôi. Ví dụ như là nốt đô qua nốt si, hay là nốt đô qua nốt rê, nè đô si, hoặc là si qua đô nè. Thì ngày hôm nay vẫn là từ nốt si qua nốt đô, vẫn là hai nốt đó, nhưng mà mình sẽ không có luyến một lần như thế này, nhưng mà mình sẽ kết hợp lại vừa si qua đô, vừa đô qua si luôn. Có nghĩa là lúc đầu là mình luyến si đô, xong rồi mình sẽ luyến tiếp đô qua si lại. Đó, đô si đô si, si đô si, si đô si. Và cả nhà lưu ý cho mình nè, nốt luyến của mình á, nó tạo ra từ cái âm thanh vang của cái nốt ban đầu. Ví dụ như là mình luyến từ si qua đô, thì cả nhà nghe nốt si của mình nè, thì nó vẫn còn vang ra si. Thì đó, lúc đó thì mình sẽ dùng ngón trỏ của mình để mình đánh vào cái nốt đô thật là mạnh, để mình tạo ra cái luyến si đô, si đô. Cả nhà nghe cái nốt luyến là cả nhà nghe cái nốt mà mình đánh nó khác nhau chỗ nào nha. Đây là nốt luyến nè, còn đây là cái nốt mà mình đánh nè. Còn đây là nốt luyến, nó khác nhau. Và hôm nay thì cái phần luyến của mình nó sẽ luyến một lần từ si qua đô trước, xong rồi mình sẽ luyến, mình bung ra, mình bung cái ngón trỏ ra để mình luyến thêm nốt si. Ví dụ như là si đô si, si đô si nè, cả nhà nhìn kỹ nha, si đô si. Sự kết hợp, ví dụ như là từ si qua đô trước nè, xem rồi mình, đó là từ si qua đô. Bây giờ muốn luyến từ đô trở ngược lại si thì mình sẽ đánh nốt đô trước nè, sau đó thì mình sẽ dùng ngón trỏ của mình khẩy nhẹ xuống cái dây số 2 để mình tạo ra, đúng không? Rồi si qua đô nè, rồi đô qua si nè. Bây giờ mình kết hợp hai cái đó lại, nó sẽ tạo ra cái âm thanh si đô si. Tiếp tục nha, hợp âm pha trưởng. Hợp âm
pha trưởng thì nó cũng gần gần cái giai điệu thì nó cũng gần gần như thế này. Sau đó bấm vào hộp âm pha trưởng. Đáng lẽ là mình phải giữ cái thế tay như thế này nè, nhưng mà mình nghĩ là nó sẽ hơi khó đối với cả nhà, cho nên là mình sẽ buông cái ngón trỏ này ra để cho cả nhà làm dễ hơn. Ví dụ từ ban đầu là mình đang đặt tay vào hộp âm pha trưởng đúng không? Có nghĩa là mình chặn một ngón một vào hộp âm vào ngăn một nè, chặn 6 giây. Tới nút si thì mình sẽ buông ngón một ra. Nút si là ở dây 2, dây buông số 0 á cả nhà. Cái giai điệu nó cũng khá khá là giống cái hợp âm la thứ hồi nãy. Giờ làm lại hợp âm la thứ nha. Âm re thứ, mình sẽ luyến từ nốt son qua nốt la, và mình sẽ vừa luyến mà vừa bấm cái nút pha lông cái nút bass, ví dụ như là đây. Cả nhà nhìn tay phải của mình nha. Làm một lần nữa nha. Và video ngày hôm nay sẽ được kết thúc tại đây thôi. Cảm ơn cả nhà đã xem và theo dõi hết video ngày hôm nay ha. Và đừng quên nhấn like, subscribe cho kênh YouTube của mình nha. Nhấn nhấn chia sẻ và để lại comment ở phía dưới nữa. Và nếu như cả nhà thấy bài học này hữu ích thì cả nhà hãy nhớ cố gắng theo dõi cái bài học này của mình nha. Và mình sẽ cố gắng sẽ tìm những bài hát mới, những cái bài hát có những cái giai điệu mới để cho cả nhà tập theo. Nhưng mà trước tiên thì đối với những bạn mà mới chơi guitar lần đầu thì nên làm quen với những bài hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn để mình có thể làm quen với cái cách chuyển hợp âm này ha, với cái cách hợp âm, hoặc là tại vì các bài hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn á, thì nó sẽ có một cái giai điệu giai điệu nó khá là dễ đàn, cho nên là cả nhà hãy cố gắng để theo những cái bài hát. Và bây giờ thì video ngày hôm nay xin được kết thúc thôi, và cảm ơn cả nhà đã xem nha. Bye bye.